Nam cũng ghé lại vườn của ông Anh Đại ở Châu Thành Hậu Giang nha, Châu Thành A Hậu Giang. Thì hiện tại giờ á, thì trong cái quá trình làm bông á, thì ảnh cũng đã phun rồi, xong hết rồi, hết rồi. Thì giờ là nó đã ra bông rồi, nhưng mà cần một số lưu ý vào cái giai đoạn là tháng mùa mưa này nè. Cái tháng mùa mưa á, thì cái giai đoạn là thường là cái tháng nghịch này á, thì thường là quý bà con nông dân của mình sẽ xảy ra một cái trường hợp này là trái của chúng ta khi chúng ta cắt tỉa xong rồi á, bắt đầu nó có hiện tượng bắt đầu nó sẽ bị nám cái đầu rai, là do cái quá trình thụ phấn rồi nó gặp mưa, mưa xuống làm cho cái vấn đề là trái của chúng ta nó sẽ bị nám cái đầu rai đi. Thì bây giờ để giải quyết được cái bài toán này, thì khi mà quý bà con nông dân của mình cắt tỉa trái xong rồi, có nghĩa là mình sẽ loại trừ, như chẳng hạn trái như thế này thì mình cắt tỉa nè, mình cắt tỉa được nè, xong rồi bắt đầu là tiến hành mình sẽ phun những cái dòng gọi là tẩy trái. Tẩy trái thì ở đây thì quý bà con nông dân của mình có thể mình cộng là chung là gì, phu quýt nè, cái gói phu quýt cộng với cái chai nuôi mít nhỏ với cái chai đồng kẽm nữa nha, cái chai đồng kẽm. Thì cái liều lượng như thế nào thì một gói hai gói phu quýt cộng một chai đồng kẽm với một chai nuôi mít nhỏ là mình pha cho Nam khoảng 400 lít nước, bắt đầu mình phun xa cái trái ra tầm khoảng từ 5-6 tắc đảo ra, phun xương vô cái trái, phun xương thôi để cho nó tẩy đi cái màu rai, để giúp cho cái trái của chúng ta nó sẽ được xanh lên. Rồi cái thứ tiếp theo nữa thì khi mà cái quá trình mà trong cái quá trình thụ phấn á, trong cái quá trình thụ phấn á, thì quý bà con nông dân của mình á, nên chú ý dùm cho Nam là cái vấn đề là nuôi cái hạt phấn. Nuôi cái hạt phấn ở đây là sao? Đây, khi mà cái trái mít như thế này nó đang hiện tại gì, có nghĩa là trong cái quá trình mà cái trái mít của chúng ta nó thụ phấn như thế này nè, là có nghĩa là những hạt phấn li ti nè, đây những hạt phấn li ti, thì quý bà con nông dân của mình nên tăng cường cái vấn đề là gì, bo vô dùm cho Nam, bo siêu bo vô để nhằm mục đích là gì, giúp cho cái hạt phấn này nè cho nó sống lên và nó sẽ thụ phấn được tốt cho cái trái mít của chúng ta. Sau này nó làm cho cái trái mít chúng ta là gì, nó thứ nhất là gì, nó giúp cho cái trái mít của chúng ta nó sẽ lớn đều lên. Cái thứ hai nữa là cái trái mít của chúng ta khi mà nó thụ phấn được đều á, thì giúp cho cái trái của chúng ta sau này nó nở cái đầu gai rất là đẹp. Thì cái quá trình này nè, quý bà con nông dân của mình cần nên lưu ý dùm cho Nam là cái vấn đề sơ đen nữa nha. Cái sơ đen là rất là quan trọng, tại vì cái mít Thái á, hầu như á, quý bà con nông dân mình biết đó, thắng hay thua là cái giai đoạn ra búp bông và ra là mình giữ được cái vấn đề sơ đen. Thì sơ đen á, thì ở đây á, thì nói chung á, là mình phun thì ở đây thì quý bà con nông dân mình biết nè. Hiện tại giờ á, thì cái gói này gói siêu nấm nè, cái gói siêu nấm, thì cái gói này là ba hoạt chất nha. Thì ở đây á, thì trên thị trường cũng rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt cái gói siêu nấm này á, cái chất phụ gia nó là rất là nói chung là cái chất phụ gia nó chuyên để trị nấm phẫn cho cái cây trồng của chúng ta. Và cái chai này là cái chai siêu phẫn, thì sắp tới đây á, thì cái chai này để là MD79 nha mọi người, chứ không còn cái chai siêu phẫn nữa. Tại vì trên thị trường á, thì hiện tại giờ nó cũng có hàng nhái là cái chai siêu phẫn này y gan luôn. Thì quý con nông dân mình có thể lầm tưởng á, là mua về xài nhiều khi nó không hiệu quả. Thì chiếc này bên công ty thì cũng đổi lại là cái chai là MD79 nha, chai màu xanh, nó cũng là cái chai nhôm luôn, nhưng mà đổi lại là cái chai màu xanh nha, để cái tên là MD79. Thì cái bộ này là chuyên để mình sơ đen cho cái dòng mít Thái của chúng ta. Thì kết hợp chung đó là cái siêu bo để mình xịt cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn búp bông hoặc là cái giai đoạn đang thụ phấn, để giúp cho cái trái của chúng ta nó sẽ lớn đều hơn. Và thứ hai nữa là nó giúp cho cái trái chúng ta nó sẽ hạn chế tối đa về cái vấn đề sơ đen trên vườn. Như nãy giờ á, đi tỉa trái á, thì quý con nông dân mình đó, nãy giờ đi tỉa trái là kiếm một trái sơ đen trên vườn ảnh cũng hơi căng á, nghĩa là không có sơ đen trên vườn. Tại vì khi mà ảnh xịt là bữa nay xịt được nhiêu ngày á, nhiêu lần anh đẩy 5 lần 6 lần nha anh, được thuốc bệnh á, thuốc kia xịt cũng nhiều, thuốc bệnh là anh xịt 5-6 lần đó hả? Ừ. Nhưng mà là đi tỉa trái là anh có tách ra là anh coi là cái tỷ lệ sơ đen nó trên vườn sao? Không có đâu, chưa có thấy á. Chưa thấy luôn đúng không? Chưa đen thì chưa thấy. Dạ. Nãy giờ thì em cũng tỉa trái á, một ít cho anh, thì em thấy là hầu như là sơ đen là trên vườn là nó lại không có rồi đó, không có rồi đó. Thì bữa nãy giờ em nói với anh là gì, em đang đi kiếm một cái trái sơ đen, nhưng mà nãy giờ không có sơ đen. Đó. Thì bây giờ là tiến hành là tiễn trái xong rồi á, thì quý con nông dân của mình xịt dùm cho Nam, tẩy cái màu gai của cái trái mít nha, tẩy, tại vì đây nè, đây là những cái vết gọi là thâm mình nè, mưa xuống á là bắt đầu nó sẽ thâm cái đầu nè, cái đầu gai. Nếu mà giai đoạn này mà mình không tiễn á, đúng không, thì sau này không xịt á, không xịt tẩy á, thì sau này cái trái của chúng ta nó sẽ bị đen và nhiều khi nó sẽ bị bể cái đầu gai đi, thì dẫn đến là cái chất lượng, là cái phẩm chất của trái sau này á, là nhiều khi thương lái họ đạp hàng, họ
đạt hàng. Thì bởi vì ra là giai đoạn này là cái giai đoạn quyết định đó, để mình xịt tẩy cho cái gai của chúng ta nó phải xanh đẹp. Như trái này bây giờ tiến hành mình tiễn trái được rồi nè, nhưng mà do cái là gì, do hiện nãy giờ đó là Nam cũng tiễn trái nhưng mà tiễn ít thôi, tại vì đang giai đoạn này là trời nó âm u mưa thì Nam cũng không dám tiễn nhiều chảnh, như chẳng hạn cặp trái gì là Nam đã tiễn rồi nè đó. Trái này bây giờ là chừa lại trái thứ nhất là ok luôn nè. Bây giờ là Nam cắt tỉa được rồi, nhưng mà giai đoạn này mưa quá, mưa trời âm u thì Nam chưa có tiễn được. Thì đó là những cái mà gọi là Nam muốn chia sẻ đến tất cả quý con nông dân của mình trồng cái cây mít Thái để làm cho nó đạt cái hiệu quả. Còn cái dinh dưỡng thì của trang gì gọi anh Tứ dinh dưỡng được lần hả? À, anh Tứ sô 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 mắt cộng với gì nữa không? Cộng với thằng Vua Gheo Mít á, sô mắt da băng, ảnh cộng luôn cái sô Gheo Humid luôn, anh Tứ được một cử rồi. Thì sô đó cộng 5kg, 5kg nha. Một sô mắt da băng ảnh cộng cho 5kg sô Gheo Humid là anh Tứ được một cử rồi, để giúp cho cái trái của chúng ta nó lớn đều lên đó. Thì hiện tại thì chắc làm bông vậy gọi ra chắc nhiêu phần trăm anh? Ra gì chắc hết trơn rồi còn nữa. Chứ nãy giờ là thấy là ra đều bon luôn á, nội thậm chí cây tơ nó cũng ra nó đều. Anh nói 90% nhưng mà giờ thấy nó cũng ra trơn rồi. Ừ, đúng chắc luôn, ra đều luôn nè. Ủa ra ở cái vàng này ra thấy đạt hơn anh. Ờ à, cái bò này nó ra đều. Bò bên đây ra thấy ngon hơn nè. Im. Đây thì với con nông dân mình biết đó, đó là một cái gọi là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mùa nghịch. Cái giai đoạn mùa nghịch á thì mình làm á thì phải kỹ, thì cái vấn đề nó sẽ ra bông cho mình tối đa. Còn nếu mà trường hợp giai đoạn mùa này á, là cái mùa thường á, là tháng bán cho tháng 7 tháng 8 hàng năm á, tại sao mà cái sản lượng mít nó ít là do cái vấn đề là gì? Nhiều nhà vườn làm không ra, hoặc là toàn bộ là ra bông phướng hết toàn bộ. À, khi mà ví dụ như quý con nông dân của mình á, khi mà phun thuốc của bên Nam á, thì cái tỷ lệ ra bông nó khá là đạt trên vườn. Như chẳng hạn anh Đệ đây là anh phun những cái dòng thuốc bên Nam. Thì này Nam cũng chia sẻ thôi. Ngày hôm qua thì Nam cũng đi một cái miếng vườn 1.300 gốc. Thì Nam cũng đã làm video, chắc là tối hôm nay thì Nam sẽ đăng cái video lên cho mọi người xem. Thì 1.300 gốc này á, là không có xịt phun thuốc của bên cái sản phẩm của Nam. Thì toàn bộ là nó ra bông phướng hết toàn bộ luôn. Cái đó là Nam muốn chia sẻ đến tất cả quý con nông dân của mình. Tại vì một mùa, một năm nó chỉ có một mùa duy nhất thôi, để mình bán cho nó cái giá cao. Nếu mà trường hợp chúng ta làm không đạt á, thì nó dẫn đến tình trạng là nó sẽ kéo cái thời gian đi. Thì cỡ khoảng là tháng 9, tháng 10, tháng 11 gì không chừng. Còn đây là những cái vườn gọi là cái vườn mà áp dụng theo đúng cái quy trình và kỹ thuật của Nam. Như chẳng hạn là gì, xịt làm bông nè, rồi kéo bông nè, đi dinh dưỡng nuôi trái nè, ngừa sơ đen nè. Đó là bây giờ chủ yếu là giờ giai đoạn này là gì, tiễn trái, xịt, tẩy trái rồi, vậy là dinh dưỡng đi gốc nữa là ngon lành. Đối với trường hợp vườn mít Thái, như chẳng hạn quý con nhân mình thấy hiện tại giờ nè, như mít giờ thì mùa mình nói thẳng là mùa nghịch đi, mùa nghịch mà làm được như thế này á, cả một cái vấn đề, cả một cái quá trình để mình được những cái chùm bông như thế này. Còn nếu mà trường hợp chúng ta làm không kỹ á, hoặc là làm không đúng bài bản á, thì nó ra hầu như là bông hướng bông gió hết toàn bộ. Bởi vì tại sao mà thường đó là trồng mít Thái á, quý nhà vườn người ta thường hay chọn là tháng 9, tháng 8, tháng 9 để làm bông. Tại vì sao? Tại vì cái mùa đó nó rất là dễ làm bông. Cái mùa đó rất là dễ làm bông. Nhưng mà đặc biệt ở đây, giá để bán đỉnh điểm nhất là tháng 7, tháng 8 hàng năm. Như chỉ thị 16, năm 2021 mà chỉ thị 16 đó. Thì quý con nông dân mình biết rồi đó. Giá mít đó là nó rơi vào tầm khoảng là 40 mấy ngàn một ký. Có cái đợt đó là nó lên là trong chỉ thị 16 là nó lên 50 mấy ngàn một ký luôn. Tại sao? Cái tháng 7, tháng 8 hầu như là cái vấn đề là tháng đó là trái cây nó không có. Trái cây nó không có thì bắt buộc mít nó sẽ lên giá hàng năm là vậy. Nhưng mà đặc biệt ở đây là tháng 7 để có bán được mít đó, thì đó là cả một cái quá trình. Thì quý bà con nông dân biết đó, làm nhiều khi nó sẽ không ra, hoặc là nhiều khi nó ra bông hướng nè, rồi cây nó sung quá nó khó ra không được nè. Đó, nhiều nhà vườn đã bị rất là nhiều đó, hoặc là nhiều khi là xịt thuốc là không đúng thuốc nè thì nó cũng không ra luôn. Thì đó là những cái mà nó muốn chia sẻ tất cả quý con nông dân của mình thôi. Nam kết thúc video tại đây nha mọi người. Như này lúc này được không? Ừ.